Vào hồi 9 giờ sáng nay ngày 5 tháng 8 tại khu công nghiệp Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy và cứu hộ thành công hơn 100 công nhân bị mắc kẹt. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa được phát hiện bùng phát tại tầng 3, tòa nhà của công ty Seiro Việt Nam. Khi đó có rất đông công nhân của công ty đang làm việc. Hỏa hoạn bùng phát tại tầng 3 nơi chứa nguyên liệu chủ yếu là các hạt nhựa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng cùng với khói đặc bao phủ hiện trường. Công tác chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng xác định điểm cháy, phá các cửa kính để thoát khói và nhanh chóng khống chế được ngọn lửa. Hơn 100 công nhân mắc kẹt trong đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ kịp thời và giải thoát bằng xe thang, đồng thời di rời cách ly khối lượng lớn hàng hóa khỏi đám cháy. Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.